Chú Chảo, chú nghĩ sao về Sơn Tùng Đạo Nhạc? Sơn Tùng Đạo Nhạc à? Đúng vậy, không phải Sơn Tùng không đạo nhạc đâu, mà là đạo nhạc của MTB. Khùng ơi. Khùng nè, khùng nè, tào lao nè. À con nè. Dạ. Sao đừng không có mua miếng đất trong đồng cho cha anh chi vậy? Dạ để chừng nữa con xây mãi cho cha. Giờ mẹ con cũng bỏ cha con mình đi rồi, nhưng cha gắng làm để nuôi con ăn học, nhưng mà lớn lên phải nuôi cha đó nha. Dạ mai mốt con lớn lên con sẽ để cha xuống sông. Lên thì chỗ khác không đi, đi con cái. Mấy bạn mà đi quay tàn cúp 50 với Sigurd á thì làm ơn dánh cái lỗ tai lên mà nghe tôi nói. Mấy ba quen con gái người ta chỉ làm khổ con gái người ta thôi. Tôi nè đi xe 4 bánh có tài xế riêng mà còn chưa dám cua. Lên xe. Anh mình chia tay đi. Rồi cái gì nữa rồi? Đó giờ em quen anh á, anh không dẫn em đi ăn uống chỗ nào ngon á, gọi anh lụm em á, không sung sướng miếng gì. Hả? Em nói sao đâu á, chứ bạn em nó khen quá trời kìa. Mấy bạn á mà đi quay tàn hay cúp 50 Mad Sigurd gì á, kể cả như Winner X này kia, Exeter, mấy bạn đừng có gắn cây bô mà 500,000 vô nổ đùng. Tôi nè gắn 2 cây bô. Lên xe. Mà còn chưa dám đua. Cái ngày mà em bỏ tôi đi thì lúc đó mộ em cũng xanh cỏ. Lên xe. Nụ cười đã tắt đằng sau nước. Cháu, cái này ơi vô toilet chơi với bạn trai với hả? Cũng tại vì cô đơn thôi em ơi. Nên... Anh cháu, sao giờ này TikTok căng dữ vậy? Căng không em? Cũng tại cái nhạc này nè. Sầm sà thôi. Ở 27 tuổi mày có gì trong tay chưa? Hay là còn ăn bám ba mẹ? Tao nè, tự làm tự mua, không cần xin ông bả. Ai hút đi mà. Chú ơi. Dạ. Con vô chỗ không lấy cho chai trà xanh uống ơi. Cái gì? Uống trà xanh hả? Con vô bếp mẹ nè. Thôi chả không uống nữa, không uống nữa. Con buồn quá ba ơi, con sắp đi nghĩa vụ, vợ con nhà không ai nuôi hết trơn á. Có đau buồn con, mẹ không đi nghĩa vụ mày cũng đi tù à. Đinh.